Mình xin trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Tiêu Nương, cô phụ trách bộ môn vật lý lớp 7. Rất vui khi được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay, bài 25, 26, hiệu điện thế. Ở bài này, chúng ta có 6 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, chúng ta tìm hiểu đặc trưng về hiệu điện thế. Nội dung thứ hai, các em cần phải nắm được cho cô hiệu điện thế ký hiệu bằng chữ U. Và nội dung thứ ba, chúng ta sẽ tìm hiểu về các đại lượng trong đơn vị của hiệu điện thế. Nội dung thứ tư, chúng ta sẽ tìm hiểu là hiệu điện thế được đo bằng dụng cụ có tên gọi là gì? Và nội dung thứ năm, chúng ta tìm hiểu số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết điều gì? Và nội dung cuối cùng là chúng ta sẽ tìm hiểu về số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì? Để tìm hiểu những nội dung này, các em cùng cô vào bài 25, 26 hiệu điện thế. Như các em đã biết, mỗi nguồn điện như là nguồn điện pin hay là ắc quy đều có hai cực. Cực dương được ký hiệu là dấu cộng, cực âm được ký hiệu là dấu trừ. Như vậy, mỗi nguồn điện sẽ tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. Vậy thì hiệu điện thế có đặc trưng như thế nào? Các em cùng cô vào phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, một la mã hiệu điện thế. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế và hiệu điện thế được ký hiệu bằng chữ U ha. Đơn vị đo hiệu điện thế là vôn, ký hiệu là V. Các em lưu ý cho cô chữ V viết hoa các em nhé. Và để đo các hiệu điện thế nhỏ hơn hoặc là lớn hơn, người ta dùng đơn vị milivolt ký hiệu là MV và kilovolt ký hiệu là KV. Ngoài ra ta có 1 kilovolt bằng 1000V, 1 volt bằng 1000 milivolt và 1 milivolt bằng 0,001V. 1 volt sẽ bằng 0,001 kilovolt. Volta là một nhà bác học người Ý. Ông là người đầu tiên phát minh ra pin, là loại nguồn điện mà ta sử dụng nhiều trong cuộc sống hiện nay. Chính vì vậy mà người ta lấy tên ông đặt tên cho đơn vị đo hiệu điện thế, đó là volt. Và đây là chân dung về nhà bác học Volta. Và sau đây các em sẽ cùng cô quan sát giá trị hiệu điện thế trong một số trường hợp. Đây là hình ảnh giữa hai đám mây trước khi có tia sét. Hiệu điện thế lên đến từ hàng triệu volt cho đến hàng tỷ volt. Và ngoài ra chúng ta quan sát, đây là một loại cá trình điện, nó có cơ quan sinh điện ở phần đuôi các em và hiệu điện thế của nó khoảng 550V. Bên cạnh đó, một loài cá gọi là cá đuối, cơ quan sinh điện của nó là ở hai bên đầu và hiệu điện thế của nó khoảng 50V. Như vậy, để đo hiệu điện thế, người ta sử dụng dụng cụ nào? Các em cùng cô vào phần 2 la mã, vôn kế. Vôn kế là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế và ký hiệu của vôn kế trong sơ đồ mạch điện như trên, dấu cộng và dấu trừ thể hiện chốt dương và chốt âm của vôn kế. Các em quan sát vôn kế, các em thấy trên mặt vôn kế có ghi chữ V, cho biết số đo được tính theo đơn vị là vôn. Và trên mặt vôn kế có ghi chữ MV, số đo được tính theo đơn vị là milivolt. Và dưới chữ V, dưới chữ MV, các em thấy có dấu gạch ngang, có nghĩa là đây là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế cho dòng điện một chiều. Tuy nhiên, đối với mạng điện gia đình là dòng điện xoay chiều, chúng ta muốn đo hiệu điện thế của dòng điện xoay chiều, chúng ta cần phải dùng dụng cụ đo, đó là vôn kế xoay chiều. Và để nhận biết nó thì các em thấy là dưới chữ V có dấu ngã. Và quan sát hình ảnh vôn kế, các em thấy là những vôn kế mà các em vừa quan sát đó chính là vôn kế dùng kim chỉ thị. Ngoài ra, chúng ta còn loại vôn kế dùng hiển số, người ta còn gọi nó là đồng hồ đo điện đa năng. Loại đồng hồ đo điện đa năng này ngoài chức năng đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế ra thì nó còn có thể đo được điện trở. Quan sát một vôn kế, các em thấy là đây có một chốt, chốt này chính là chốt điều chỉnh kim của vôn kế. Các em thấy có một chốt màu đen có ghi dấu trừ, đây chính là chốt âm. Còn hai chốt màu đỏ chính là chốt dương của vôn kế. Cả ba chốt này là chốt nối dây dẫn. Khi các em mắc vôn kế, các em mắc một chốt âm và một chốt dương, hai chốt gần nhau thế này, các em sẽ sử dụng thang đo là 6V. Khi các em mắc chốt âm và chốt dương, hai chốt ngoài cùng, các em sẽ sử dụng với thang đo là 12V. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của vôn kế này. Khi các em sử dụng với thang đo là 6V, thì các em đọc kết quả thang đo dưới các em nhé. Còn khi các em sử dụng với thang đo 12V, các em sẽ đọc kết quả thang đo trên. Như vậy, thang đo trên có giới hạn đo là 12V. Và độ chia nhỏ nhất các em quan sát từ 0 cho đến 2 có 10 khoảng chia. Như vậy độ chia nhỏ nhất sẽ được tính là 2 trừ 0 chia 10. Như vậy độ chia nhỏ nhất của nó sẽ là 0,2V. Còn đối với thang đo dưới có độ chia nhỏ nhất là từ 0 cho tới 1 có 10 khoảng chia. Như vậy một khoảng chia các em sẽ tính là 1 trừ 0 chia 10. Nó sẽ là 0,1V. Và thang đo dưới có giới hạn đo là 6V.
Như vậy các em biết rằng là khi chúng ta sử dụng vôn kế thì đầu tiên các em cần phải lưu ý cho cô những vấn đề sau đây. Thứ nhất, các em cần phải xác định cho cô là giới hạn đo của vôn kế để chọn vôn kế có giới hạn đo cho phù hợp. Thứ hai, các em cần phải kiểm tra và điều chỉnh sao cho kim của vôn kế chỉ đúng vạch số 0. Và thứ ba là các em phải mắc vôn kế theo sơ đồ mạch điện sao cho chốt dương và chốt âm của vôn kế sẽ tương ứng với cực dương và cực âm của nguồn. Sau khi mắc mạch điện xong, các em đóng công tắc, quan sát độ sáng của đèn và các em đọc kết quả. Khi đọc kết quả thì các em lưu ý cho cô là mắt nhìn kim chỉ thị theo phương vuông góc với mặt bảng chia độ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế của nguồn điện khi chưa mắc vào mạch. Các em cùng cô vào phần ba la mã đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn khi nguồn điện chưa mắc vào mạch. Ở phần này cô có hình ảnh là hai pin, mỗi pin như vậy là 1,5V các em. Như vậy thì hai pin là có tất cả 3V. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng vôn kế để chúng ta đo hiệu điện thế hai pin này. Khi chúng ta mắc vôn kế vào nguồn điện thì các em lưu ý nè, chúng ta sẽ mắc trực tiếp hai chốt của vôn kế vào hai cực của nguồn điện sao cho chốt dương của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện và chốt âm của vôn kế được mắc trực tiếp với cực âm của nguồn điện. Mắc như thế này người ta gọi là mắc song song, mắc vôn kế song song với nguồn điện. Và kết quả chúng ta quan sát. Nhìn trên kết quả các em thấy là khi cô mắc như thế này là cô đang sử dụng với thang đo 6V, cho nên khi cô đọc kết quả cô sẽ đọc thang đo dưới. Và các em nhìn thấy vôn kế kim chỉ ngay đúng giá trị 3, có nghĩa là số chỉ của vôn kế là 3V, trong khi đó hai pin lúc nãy chúng ta tìm hiểu cũng là 3V. Như vậy hai giá trị này bằng nhau. Từ kết quả thí nghiệm này chúng ta rút ra kết luận là số vôn ghi trên mỗi nguồn điện bằng với giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch điện. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng vôn kế để chúng ta đo hiệu điện thế hai đầu bóng đèn trong mạch điện. Các em cùng cô vào phần 4 la mã hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện. Ở phần này cô có hai mạch điện 1 và mạch điện 2. Hai mạch điện này giống nhau, chỉ khác nhau là mạch điện 1 nguồn điện 1 pin, còn mạch điện 2 là nguồn điện 2 pin. Các em quan sát, các em để ý nguồn điện, công tắc, bóng đèn và âm đi kế là bốn dụng cụ này chúng ta mắc nối tiếp. Riêng vôn kế đo hiệu điện thế hai đầu bóng đèn, cho nên cô mắc trực tiếp hai chốt của vôn kế vào hai đầu bóng đèn. Và mắc như thế này người ta gọi là mắc song song vôn kế với bóng đèn. Các em lưu ý cho cô nhé. Ở đây các cái kim chỉ thị của âm đi kế và vôn kế đã được điều chỉnh về vạch số 0. Bây giờ cô đóng công tắc mạch 1 và mạch 2. Các em quan sát độ sáng của hai đèn. Đồng thời các em quan sát kim chỉ thị của anh B kế và vôn kế trên hai mặt cho cô. Bây giờ cô đóng công tắc mạch 1. Tiếp tục cô đóng công tắc mạch 2. Các em thấy nhìn trên hai mạch điện, các em thấy là độ sáng của đèn ở mạch 2 sáng hơn. Từ đây chúng ta có kết quả. Đối với mạch 1 là nguồn điện 1 pin, số chỉ của anh B kế là 0,2 ampe và số chỉ của vôn kế là 2V. Và lúc này chúng ta thấy là đèn sáng yếu. Đối với mạch 2 là hai pin, nguồn điện hai pin thì em thấy là số chỉ của vôn kế là 4V, còn số chỉ của ampe kế là 0,4 ampe, đèn lúc này sáng mạnh hơn. Như vậy qua thí nghiệm này chúng ta rút ra nhận xét là hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mà càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn sẽ càng mạnh và đèn sẽ sáng mạnh hơn. Như vậy qua thí nghiệm này chúng ta rút ra kết luận. Thứ nhất là trong mạch điện kính, nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn và hiệu điện thế này tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn. Và đối với một bóng đèn nhất định thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện qua đèn càng lớn và đèn sáng càng mạnh. Các em quan sát hình ảnh tiếp cho cô. Ở đây cô có một bóng đèn, trên bóng đèn có ghi 220V. Vậy thì số 220V này có ý nghĩa gì các em? 220V là hiệu điện thế định mức để bóng đèn này hoạt động bình thường. Có nghĩa là khi các em mắc bóng đèn này vào mạch điện, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn này nếu như bằng đúng hiệu điện thế định mức là 220V, bóng đèn sẽ sáng bình thường. Nhưng nếu hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mà nhỏ hơn 220V thì đèn sẽ sáng yếu. Và nếu như hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mà lớn hơn 220V, đèn sẽ bị hỏng. Như vậy qua đây chúng ta thấy rằng là các thiết bị điện trong gia đình, thiết bị điện nào cũng sẽ có ghi số vôn trên dụng cụ điện. Như vậy qua đây chúng ta có thể rút ra kết luận số vôn ghi trên dụng cụ điện có nghĩa gì? Số vôn ghi trên dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để
dụng cụ điện này hoạt động bình thường. Dựa vào những kiến thức mà cô vừa cung cấp, các em cùng cô vào phần cuối cùng ở bài học ngày hôm nay là 5 la mã vận dụng. Ở phần này, chúng ta sẽ tiến hành đổi đơn vị. Trước khi đổi đơn vị thì cô nhắc lại kiến thức. Ở đây chúng ta đã tìm hiểu kiến thức là 1 kV sẽ bằng 1.000V và 1 V bằng 1.000mV. Bây giờ trường hợp A, các em đổi từ kV sang V, các em chỉ cần lấy số 0,178, các em nhân với 1.000 thì các em sẽ được giá trị các em cần tìm. Như vậy các em lấy 0,178, các em nhân cho 1.000 thì các em sẽ được 178V. Tương tự trường hợp B, 0,48V, các em muốn đổi ra mV, các em chỉ cần lấy 0,48, các em nhân cho cô 1.000 thì các em sẽ được 480mV. Tương tự trường hợp C là từ mV, các em muốn đổi ra V, các em chỉ cần lấy cho cô 1.250mV, các em chia cho 1.000 thì các em sẽ được là 1,25V. Vào trường hợp cuối cùng là trường hợp D, 380V, các em muốn đổi ra kV, các em lấy 380, các em chia cho 1.000 thì các em sẽ được 0,38kV. Bài tập vận dụng thứ hai có câu hỏi như sau: dụng cụ nào sau đây là dụng cụ đo hiệu điện thế? Các em có 10 giây suy nghĩ, 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Mười giây đã kết thúc và chúng ta có đáp án là trường hợp B hình 2 và trường hợp D hình 4. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được cho cô điều gì? Các em cần phải nắm được cho cô thứ nhất là nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. Thứ hai là hiệu điện thế ký hiệu bằng chữ U hoa. Và thứ ba, đơn vị của hiệu điện thế, đơn vị chính là V, ký hiệu là V. Ngoài ra có đơn vị nhỏ hơn là đơn vị mV, ký hiệu là mV. Đơn vị lớn hơn là kV, ký hiệu là kV. Thứ tư, các em cần phải nắm được cho cô là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế là vôn kế. Ký hiệu vôn kế trong sơ đồ mạch điện như trên, và khi các em mắc vôn kế với nguồn điện, các em phải mắc song song sao cho chốt dương của vôn kế mắc với cực dương của nguồn điện. Và thứ năm, các em cần phải nắm được cho cô là số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Và cuối cùng là các em quan sát trên dụng cụ điện, số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ điện hoạt động bình thường. Qua bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được cho cô những yếu tố chính này. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô trong suốt bài học này. Cô chúc các em học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau. Cô mến chào các em.